Trở lại mỗi tuần một vấn đề hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng ta từng bước xem thế nào là chúng ta bị bệnh tiểu đường. Thưa bác sĩ, thế thì trước khi mà cái đời sống bình thường đến với tôi, làm sao để tôi biết được là tôi bị bệnh tiểu đường thưa bác sĩ? Vâng, kính thưa quý vị, bệnh tiểu đường chúng ta thường thường nó không thể nào mà ngó bề ngoài mà thấy. Một người có thể rất mập, quý vị không thể nào gọi là quyết định người này là có bệnh tiểu đường. Hoặc là một người rất gầy, thon thao như tôi, có thể thấy khỏe mạnh như tôi, mà không thể quyết định người đó không có bệnh tiểu đường. Vâng. Thì chỉ có một cái phương pháp duy nhất, kính thưa quý vị, là muốn chẩn bệnh người đó có tiểu đường hay không là cái vấn đề thử máu. Thì vì vậy đó, ngay cả tuổi trẻ đó, quý vị đã có mỗi một năm, nếu mà không có bệnh gì đó, quý vị cũng nên mỗi năm đi bác sĩ gia đình, để bác sĩ gia đình hút máu, thử máu, coi chất lượng đường của quý vị có cao hay không, hoặc là mỡ của quý vị có cao hay không. Thì cái định nghĩa của tiểu đường, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nhịn đói mà đường của quý vị cao hơn 126, đo mà hai lần như vậy, thì theo định nghĩa, quý vị đã có bệnh tiểu đường. Thưa bác sĩ, rằng khi bác sĩ nói về bệnh tiểu đường mà đo thử máu mới biết, thì sau cái đoạn tới đến bây giờ là phải làm gì thưa bác sĩ? Phải uống thuốc hay là phải ăn uống lại như thế nào để khỏi ngăn ngừa bệnh tiểu đường? Kính thưa quý vị, chắc quý vị và anh Trọng cũng hồi xưa mà cũng thấy đó, là nhiều khi chúng ta chữa bệnh, bác sĩ khám quý vị có đường, quý vị bác sĩ nói quý vị về nhà ăn uống kiêng cử, tập thể thao, 6 tháng sau tôi lại đi thử đường. Vâng. Thì tôi nghĩ bệnh chữa trị tiểu đường bây giờ nó có sự thay đổi. Tại là cũng như tôi đã nói đó, là bệnh tiểu đường nó bắt đầu từ cái bệnh đề kháng insulin. Vậy khi mà chúng ta mà đường đã cao rồi, tức là cái bệnh tiểu đường đã bắt đầu 10 năm tới 15 năm trước rồi. Thì khi mà đường chúng ta đã cao rồi, thì là bệnh tiểu đường đã đi tới qua tình trạng nặng rồi, lúc đó là thiếu insulin. Thì thường thường đó, chúng ta phải chữa trị liền, song song với thay đổi đời sống, song song với ăn uống kiêng cử, song song với tập thể thao. Thường thường bác sĩ cũng cho quý vị một loại thuốc tiểu đường rồi. Trong thuốc tiểu đường nó có rất nhiều loại, có loại nó làm cho insulin tăng thêm. Nhưng mà thường thường đó, khi mà bác sĩ xài thuốc tiểu đường của quý vị lần đầu tiên, thì bác sĩ xài cái loại thuốc gọi là chống cái bệnh đề kháng insulin, để cơ thể quý vị xài ít insulin hơn. Thì vì vậy, bây giờ nếu mà quý vị có đường cao, quý vị sẽ không ngạc nhiên nữa là bác sĩ gia đình của quý vị chữa quý vị thuốc liền. Và thường thường khi bắt đầu như vậy, mình chữa các loại thuốc nhẹ thôi. Và song song, cái vấn đề mà quan trọng nhất là quý vị phải thay đổi đời sống, thay đổi dinh dưỡng và tập thể thao. Tại là vì đó, rất nhiều bài khảo cứu nó nói là nếu mà dinh dưỡng của chúng ta tốt, nếu mà đời sống của chúng ta tốt, và nếu mà chúng ta tập thể thao đều đặn và đầy đủ, thì 80% bệnh của chúng ta sẽ bớt đi. Thưa bác sĩ, khi bác sĩ nói rằng là đường nhiều như tất cả trong thực phẩm, đồ ăn, nước uống rất là nhiều đường rồi, thế thì bây giờ ăn uống như thế nào? Không có đường thì ăn cái gì bây giờ bác sĩ? Kính thưa quý vị, thực sự khi chúng ta nói chuyện dinh dưỡng đó, ngay cả chúng tôi phải nói là chính bác sĩ chúng tôi đó, khi mà đi học đó, cũng không được huấn luyện kỹ về dinh dưỡng. Thì cái lời khuyên của chúng tôi nói với bác sĩ đó, nói với bệnh nhân đó, quý vị ăn uống kiêng cử đi. Chứ mà thực sự đó, không gọi là nói rõ ràng là không ăn cái gì và ăn cái gì. Đúng không anh Trọng? Thường thường là vậy. Vâng, cái đó là cái vấn đề. Một phần đó, bác sĩ thường thường bận quá. Và nếu mà nói quý vị như vậy đó, thì một tiếng là chưa chắc quý vị biết là phải ăn cái gì và không phải ăn cái gì. Và tôi vì vậy tôi cũng rất cảm ơn anh Trọng là đã cho tôi cái cơ hội lên đây để trình bày với quý vị một số cái điều, nhất là cái điều ngộ nhận. Vâng, thì ở trong cái tấm hình tới đó, kính thưa quý vị, chắc là chúng ta coi cái hình tới như này. Thì quý vị thấy, chắc hình tới nữa đi. Chắc hình tới nữa. Không, đi ngược chiều. Thì tỷ dụ như thế này, là ở trong đây đó, quý vị thấy không, rất nhiều cái đồ ăn, anh Trường, anh Trọng có hỏi là như thế này, ăn cái gì, cái đồ gì không có đường, thì chúng tôi nói với quý vị là đồ ăn nào cũng có đường, ít và nhiều. Thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải lựa chọn những cái đồ ăn nào ít đường và tránh những đồ ăn nào nhiều đường.
Vâng. Thì trong một tấm hình này quý vị thấy không? Trái dâu. Anh Trọng thấy trái dâu ăn có ngon không? Strawberry, yeah. Strawberry có ngon không? Yeah, thì trong một cốc dâu như vậy đó thì chỉ có 2 muỗng đường thôi. Vâng. Cái đó nhẹ. Đó. Thế còn cái dưa hấu là nhiều đường thế hả bác sĩ? Dưa hấu thì nhiều hơn. Đó, nhưng mà quý vị thử so sánh cái đường này với cái số lượng đường mà quý vị uống trong ly nước cam hoặc là trong ly nước cốc hoặc là trong ly nước cái gì của McDonald's đó, thì cái số đường này kính thưa quý vị ít hơn. Và quý vị cũng thấy ở trong cái cà rốt đó, một tô cà rốt đó lớn rất nhiều, quý vị ăn no nhiều lắm, có một muỗng đường à. À. Đó, thì cái sự lựa chọn đồ ăn của quý vị rất rất quan trọng. Ok. Đó, thì bắp ngô quý vị coi cũng thấy rất ít. Dứa tương đối cũng rất ít. Mà tôi thấy đó, nếu mà đây cái hình này nó không cho thấy cam, chuối và táo nó nhiều hơn đó. Thì cái mùa này là chúng ta, cái mùa dầu, thường thường ở đây là quý vị mùa dầu rất rẻ. Mùa nào quý vị ăn có trái cây mùa nào cái ăn mùa đó, vui rẻ tiền. Mà tôi nghĩ cái đồ đó rất ngon. Vâng. Thế thưa bác sĩ, người ta nói rằng trong cơm cũng có đường, cũng có protein, có tinh bột nhiều phải không bác sĩ? Rồi ngay thịt có ảnh hưởng cho đến vấn đề mà tiểu đường không thưa bác sĩ? À, trong những cái buổi thuyết trình của tôi hoặc là đi nói trên TV hoặc là nói trước công chúng thì rất nhiều người hay nói với tôi câu phía bên họ đùa nhiều bác anh Trọng họ dạ. Nói bác sĩ Thái chắc không phải người Việt Nam á, vì bác sĩ Thái không cho tôi ăn cơm. Vâng, thì quý vị, trong đồ ăn nào cũng có đường ít hoặc là nhiều. Trong cơm chúng ta có đường, nhưng mà nếu mà cái cơm nó bào vỏ sẵn như là cơm trắng, người ta là white rice đó, tức là nó lấy cái vỏ ra, rửa hết trơn ra, thì cái cơm đó cũng đường, cơm nào chắc chắn cũng nhiều hơn. Nhưng mà vì lột cái vỏ ra rồi thì cái đường nó hấp thụ nhiều hơn, và vì vậy đường vào cơ thể chúng ta nhiều hơn. Nếu mà quý vị ăn gạo nâu hay ăn gạo lứt, ăn brown rice đó, thì nó còn cái vỏ. Thì khi mà quý vị ăn vào đó thì cái đường tan chậm hơn, cái sự tiêu hóa chậm hơn, thì đường thấm vào cơ thể chậm hơn, thì cơ thể chúng ta có thời giờ đốt cái đó. Và người ta làm nhiều bài khảo cứu, người ta thấy đó là nếu chúng ta ăn gạo nâu, cái sự hấp thụ cơm chỉ có được 40%, 50% thôi. Còn 50% kia nó không được hấp thụ được và nó cho đi ra ngoài. Thì vì chúng ta no, chúng ta ít đường hơn. Ồ, như vậy là cơm thì bác sĩ nói là vậy thôi, không ăn cơm, ta ăn bánh mì được không bác sĩ? Ăn bún được không bác sĩ? Vâng, thì bánh mì, nếu mà quý vị ăn bánh mì trắng cũng là rất nhiều đường. Nhưng mà nếu mà quý vị ăn brown bread hoặc là những người Đức, anh Trọng mới không ăn bánh mì đen nữa cơ. Nhai cái hột nó cứng như vậy, như mình nhai hoài một miếng mì không hết. Vâng, thì quý vị mà nếu mà ăn cái loại mà bánh mì họ làm bằng những cái hạt mà nó chưa cán ra đó, thì cái sự hấp thụ đường cũng là tốt hơn. Vì vậy, nếu mà quý vị phải ăn những cái đồ tinh bột, thay vì ăn gạo trắng thì quý vị ăn gạo nâu, thay vì ăn bánh mì trắng thì quý vị ăn bánh mì nâu. Mà ngay cả pasta, mấy cái đồ nui đồ gì đó, nó cũng gọi là có pasta nâu nữa rồi, chứ không phải là pasta thường như hồi xưa nữa. Như vậy là thưa bác sĩ, khi mà chúng ta có tiểu đường là việc trước tiên là như bác sĩ vừa mới trình bày hồi nãy là phải uống thuốc. Uống thuốc rồi sau cái đến là chúng ta phải xem lại cái vấn đề dinh dưỡng của chúng ta, đặc biệt là vấn đề ăn uống của chúng ta. Thế hai cái điều đó đã đủ chưa bác sĩ? Hay là như vậy là coi chúng ta ngăn chặn được tiểu đường chưa? Hay là phải còn làm cái điều gì nữa? Vâng, thì cái dinh dưỡng, tôi thấy cái dinh dưỡng rất khó. Rất nhiều người muốn dinh dưỡng, kính thưa quý vị, mà lại đó, họ ăn một thời gian, về nhà ăn kỹ một thời gian, thấy không xuống cân, đường cũng vẫn còn cao. Vâng, thì tại sao như vậy? Nếu mà tôi có thể có được ở trong cái tấm hình tới, thì tôi có thể cho ra đôi khi nó có cái sự ngộ nhận, anh Trọng. Ok. Dạ, vâng. Cái sự ngộ nhận, ở đây nó nói về thể thao, nhưng một cái hình tôi muốn nói là rất nhiều người đó muốn ăn yogurt. Nó là ăn yogurt tốt, nhưng mà họ đi mua cái loại yogurt mà có rau, có trái cây. Đó, thì ở đây anh thấy cái hình này đã thấy cái yogurt. Đó, thì yogurt này anh nghĩ là rất nhiều người thấy là người ta đi ăn ô toàn yogurt bổ lắm. Dạ, vâng. Có calcium bao nhiêu thứ tốt đó. Đó, yogurt thôi, cho chút xíu trái cây vào cho nó bổ thêm. Đó. Nhưng mà quý vị thấy ở trong một cái hộp yogurt như thế này đó, nó có khoảng 9 7 muỗng đường. 7 muỗng đường. 4 7 muỗng đường rồi. Dạ, vâng. Bình muỗng đường thì cái số lượng calo như vậy. Thì nếu mà quý vị ăn yogurt mà quý vị ăn loại plain yogurt, tức là nó chỉ không có gì, nó cũng có đường, đồ nào cũng ít đường ấy. Nếu mà plain yogurt không đó thì nó chỉ có chưa tới 3 muỗng đường.
Và thì cái dinh dưỡng nó cũng như vậy, mà nó không có cái độc của cái chất đường. Thì đúng không? Thì nhiều người người ta, ô tôi đi ăn yogurt tốt quá. Nhưng mà quý vị vẫn chưa thay đổi gì, quý vị vẫn còn ăn đường quá nhiều. Thì cái đó là tất cả cái chữ ngộ nhận. Cảm ơn quý vị đang cùng với chúng tôi, cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Thái để hiểu biết thêm và chúng ta tìm hiểu thêm đường nó ảnh hưởng như thế nào đến bệnh tiểu đường mà một cái số lượng người hiện nay trên hành tinh này đang phải mướn mắt. Chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề sinh hoạt của quý vị như thế nào và chúng ta tìm một cái lối sống mới để phù hợp, làm sao chúng ta có thể ngăn chặn bớt một cái đại nạn của nhân loại, đó là vấn đề tiểu đường. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.